vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ của Tư Vấn San, tvchessonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay thứ Hai 28 tháng 8 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Việt Nam bắt giữ vụ buôn lậu hàng trăm sản phẩm của Apple từ nước ngoài về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh. Hãng truyền hình đang gặp rắc rối Ten Network sẽ được gã khổng lồ truyền thông của Mỹ, đài CBS mua lại. Và 8 người leo núi thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn liên tiếp tại khu vực dãy núi Alps dọc nước Áo và nước Ý. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ vụ buôn lậu hàng trăm chiếc iPhone và iPad được gửi từ Mỹ về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh. Lô hàng này khai báo hàng hóa nhập khẩu là chuột và bàn phím vi tính, trị giá trên 2,8 triệu đồng với số tiền thuế phải nộp trên 280.000 đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng thực chất gồm có 119 chiếc iPhone 6 và iPhone 7 Plus, trong đó có 41 chiếc đã qua sử dụng, thuộc hàng cấm nhập khẩu, 19 chiếc iPad mới 100%. Hiện toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ và cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. Cũng trong cuối tuần qua, một vụ vận chuyển khoảng 20kg vàng đã bị phát hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay từ Thái Lan đến Hà Nội. Qua giám sát, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nghi vấn từ 5 hành khách về Việt Nam. Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn kim loại, nghi là vàng trang sức, được nhóm đối tượng này cất giấu quanh người, đùi và ống chân. Toàn bộ số vàng trên có trọng lượng khoảng 20kg. Ngay sau đó, nhóm đối tượng trên cùng toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Và tiếp theo là một số tin tức nước Úc. Một số đại diện của hãng Ten Network đã chính thức xác nhận rằng hãng khổng lồ truyền thông của Mỹ CBS sẽ ký thỏa thuận mua lại hoạt động kinh doanh và các tài sản của hãng này. CBS hiện là nhà cung cấp nội dung chính cho Ten Network và việc trì hoãn trong kế hoạch sửa đổi luật truyền thông của Úc đã khiến CBS là nhà thầu chiếm ưu thế hơn so với đề xuất từ hai cổ đông của Ten, ông Lachlan Murdoch và Bruce Gordon. Hãng Ten đã được đặt trong tình trạng quản lý tự nguyện vào tháng 6 sau khi các chủ nợ tỷ phú rút lui khỏi việc đảm bảo cho một khoản tín dụng mới trị giá 250 triệu đô la. Thỏa thuận mua lại Ten Network của CBS yêu cầu sự chấp thuận của Ban đánh giá đầu tư nước ngoài của Úc. Ngoài sở hữu các dịch vụ truyền hình phát thanh của Ten Network, CBS sẽ bắt đầu phát triển các dịch vụ xem video theo yêu cầu, nhằm cạnh tranh với sự phát triển của các kênh dịch vụ như Netflix, Stand hay Amazon Prime Video. Công ty mới đây đã công bố kế hoạch bắt đầu cung cấp dịch vụ này tại Canada vào năm sau. Dân biểu Quốc hội bang Victoria, ông Russell North, đã từ chức ngày hôm nay bởi ông đang gặp rắc rối với cờ bạc và trầm cảm. Theo ABC News, dân biểu Morwell, người đã được nghỉ có lương từ tháng 6, đã gánh những khoản nợ cá nhân lớn, một phần do liên quan đến cờ bạc. ABC cũng cho biết, ông North, 51 tuổi, đã gặp ít nhất 4 doanh nhân của công ty Gippsland để hỏi vay tiền. Ông North hứa rằng ông sẽ trả nợ trong thời gian sớm nhất, ngay sau khi ông thanh lý một số tài sản. Được biết, Đảng Quốc gia đã hỗ trợ ông North trong năm qua và ông đã được nghỉ do sức khỏe tâm thần kể từ tháng 6. Bạn đã từng bao giờ muốn được đặt tên cho một địa điểm công cộng tại Melbourne chưa? Nếu muốn, đây sẽ là một cơ hội cho bạn. Chính phủ bang Victoria đã quyết định sẽ hỏi ý kiến người dân cho tên của 5 nhà ga mới sẽ được xây dựng trong khuôn khổ dự án hầm đường ray Melbourne Metro trị giá 11 tỷ đô la. Những nhà ga này sẽ được xây dựng bên dưới thành phố Melbourne gồm 5 địa điểm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Công cộng Jacinta Allen cho biết, người dân bang Victoria có thể tham gia một cuộc thi để lựa chọn tên cho những ga này. Những cái tên sau đó sẽ được tổng hợp và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi giám đốc điều hành Melbourne Metro. Người chiến thắng sẽ được thưởng một chuyến thăm chức đặc biệt sau khi nhà ga hoàn thành. Cuộc thi đặt tên sẽ được mở vào ngày 22 tháng 10 tới. Và cuối cùng là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Bão Harvey, cơn bão có cường độ mạnh nhất trong hơn 50 năm qua tại Mỹ, đã gây lụt lội nghiêm trọng tại Houston, bang Texas. Mực nước lên cao ngày 27 tháng 8 đã làm hàng nghìn người mắc kẹt trên mái nhà và trên cả các bãi đất cao. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong cơn bão và con số này có thể sẽ còn tăng do bão vẫn còn tiếp diễn. Nhiều máy bay trực thăng, tàu thuyền và nhiều phương tiện đi được dưới nước đã được triển khai thực hiện công tác cứu hộ tại các khu vực ngập nước. Thống đốc bang Texas cho biết, 3.000 vệ binh quốc gia và thành viên vệ binh của bang
đã được huy động đối phó với hậu quả của cơn bão Harvey. Trước sự tàn phá của bão, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng mức hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ kể từ sau bão Charlie hồi tháng 8 năm 2004 và là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas kể từ sau bão Carla hồi năm 1961 khiến 34 người thiệt mạng. 8 người leo núi vừa thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn liên tiếp ở dãy núi Alps. 5 nhà leo núi tử vong ở khu vực đỉnh Gabler thuộc dãy Alps ở vùng lãnh thổ của nước Áo. Nhóm này bị rơi ở khu vực rất xa xôi của ngọn núi, ở độ cao khoảng 2.000m. Người thứ 6 may mắn sống sót và bị thương nặng là một người đàn ông 75 tuổi. Trong vụ này, dường như một thành viên bị trượt chân và rơi xuống sông băng, do dây thừng người này đã vô tình lôi cả nhóm rơi cùng. Hôm 27 tháng 8, có 3 người leo núi người Ý khác ngã xuống khe sông băng ở phần núi Alps thuộc lãnh thổ Italy. 2 trong số đó đã tử vong, tất cả những người sống sót đều bị thương. Ngoài ra, còn có một nhà leo núi Italy khác tử vong do bị đá lăn đè lên người ở khu vực Valtellina thuộc dãy Alps. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua 27 tháng 8 cho biết rằng bà không hối tiếc vì quyết định mở cửa biên giới đất nước cho hàng trăm nghìn người tị nạn năm 2015. Reuters dẫn lại cuộc phỏng vấn của bà Merkel với một tờ báo Đức hôm 27 tháng 8, trong đó bà bác bỏ đã phạm bất kỳ sai lầm nào với chính sách mở cửa, dù việc 1 triệu người tị nạn từ Syria và Iraq tới Đức trong vòng 2 năm qua đã gây ra những rạn nứt trong đảng của bà. Nữ thủ tướng Đức nói thêm rằng, thật bất công khi để cho Hy Lạp và Ý phải chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng người tị nạn chỉ vì vị trí địa lý của họ. Bà cũng nói thêm rằng, bà sẽ không ngưng chuyện thúc đẩy việc phân bổ công bằng người tị nạn ở trên khắp Liên minh châu Âu. Nhóm nổi dậy cánh tả FARC ở Colombia đã chính thức ra mắt đảng chính trị của mình trong một hội nghị bắt đầu vào ngày 27 tháng 8. Một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi thành một tổ chức dân sự sau hơn 50 năm chiến tranh. Cuộc họp kéo dài 6 ngày tại Bogota của các thành viên FARC, lực lượng đã trao trả hơn 8.000 vũ khí cho Liên Hợp Quốc trong cuộc giải giáp vũ khí, được dự kiến kết thúc vào thứ 6 tuần này với một cương lĩnh rằng đảng này sẽ bắt đầu tiến trình vận động trong đợt bầu cử năm sau. Theo thỏa thuận hòa bình năm 2016, nhằm chấm dứt cuộc chiến đã làm hơn 220.000 người thiệt mạng, phần lớn các thành viên của nhóm nổi dậy lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, đều được ân xá và được phép tham gia chính trị. Cả hai cuộc bầu cử lập pháp và bầu cử tổng thống Colombia sẽ diễn ra vào năm 2018. Hiện chưa rõ những vị trí mà FARC sẽ đưa ra cho ứng cử viên. Tối Chủ nhật 27 tháng 8 theo giờ địa phương, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2017 đã chính thức bắt đầu tại trung tâm The Forum, California. Sự kiện hoành tráng quy tụ loạt ngôi sao nổi tiếng đình đám của thế giới, trong đó Katy Perry và Taylor Swift là hai cái tên gây sự chú ý nhiều nhất bởi từ những người chị em thân thiết, cả hai giờ đây được biết đến như kẻ thù của nhau. Trước lễ trao giải, có nhiều lời đồn về việc Katy và Taylor sẽ bỏ qua mọi khúc mắc để đứng chung trên một sân khấu. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Taylor có mặt tại lễ trao giải. Cùng thời điểm này, cô đã chính thức ra mắt MV được trông đợi nhất, Look What You Made Me Do. MV đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift với hình tượng hoàn toàn khác, được cho là thông điệp cô muốn gửi gắm đến nhiều nhân vật có ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ ca sĩ. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của Tim Dương San. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.